Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ rước tượng Trúc Lâm Tam Tổ từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng Tây Yên Tử. Tham gia đoàn rước có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, đại diện một số sở ngành, các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động cùng đông đảo các tăng ni Phật tử. Ba pho tượng Trúc Lâm Tam Tổ gồm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang do các nghệ nhân ở Ý Yên tỉnh Nam Định đúc bằng chất liệu đồng sắt vàng và được an vị tại chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày 30 tháng 1 năm 2019. Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế tọa sen cao 110 cm, nặng hơn 250 kg. Tượng Pháp Loa và Huyền Quang tư thế đứng, mỗi pho nặng khoảng 130 kg. Thiền phái Trúc Lâm gắn với tên tuổi của các vị tổ có công khai sáng xây dựng gồm tổ đệ nhất Trần Nhân Tông, tổ đệ nhị Pháp Loa và tổ đệ tam Huyền Quang. Vậy nên lịch sử gọi là Trúc Lâm Tam Tổ. Tại lễ rước, các pho tượng được trang trí hoa và đài hoa sen trang nghiêm tôn kính. Đoàn rước xuất phát từ chùa Vĩnh Nghiêm, đi theo đường tâm linh 293, chạy qua 4 huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động. Suốt chặng đường đi có nhạc lưu thủy. Lễ rước tượng Trúc Lâm Tam Tổ diễn ra an toàn trang trọng theo các nghi thức của Phật giáo. Ngay chiều nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ hô thần nhập tượng tại chùa Thượng Tây Yên Tử.